Thay vì trồng sen sầu riêng trong vườn cà phê, rộng khoảng 1 hecta, những năm gần đây gia đình anh Nguyễn Đức Hiếu ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm đã từng bước chuyển sang trồng sầu riêng thuần. Do đây là loại cây ăn trái dài ngày, thời gian thu trái có thể lên đến hàng chục năm, nên gia đình anh Hiếu đã đầu tư hệ thống bét tưới và phun thuốc bảo vệ thực vật tự động. Nhờ vậy, việc áp dụng theo quy trình hữu cơ cũng được thuận tiện hơn. Công lao động giảm đến hơn 90%. Cây sầu riêng được chăm sóc đảm bảo phát triển tốt, vượt qua những tác động bất lợi của thời tiết, chất lượng vượt trội. Nhờ vậy mà vụ sản xuất năm nay, tuy chỉ mới là năm thứ hai chính thức bước vào giai đoạn kinh doanh, nhưng năng suất đã đạt trên 20 tấn một hecta. Ba mẹ em có trồng sen sầu riêng vườn cà phê. Thì càng sau thì giá sầu riêng càng lên, thì với lại cây sầu riêng nó to lên thì nhà em phá hết cà phê đi, bắt đầu trồng sầu riêng lên. Còn thứ hai là trồng theo hướng hữu cơ, là để bởi vì cây sầu riêng là cây ăn lâu năm nên theo hướng hữu cơ để bền vững. Mình được ăn được nhiều năm mà năng suất nó, chất lượng nó cao hơn. Mở rộng diện tích sầu riêng hiện là hướng canh tác được nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ưu tiên đẩy mạnh. Đó cũng chính là nguyên nhân làm cho diện tích sầu riêng ở Lâm Đồng hiện tăng hơn 6.000 hecta so với năm 2021. Thống kê toàn tỉnh Lâm Đồng đang có khoảng 19.700 hecta, trong đó có hơn 10.800 hecta thu hoạch. Sản lượng năm 2023 đạt 115.000 tấn. Dự kiến đến năm 2027, toàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có khoảng 19.000 hecta đến thời kỳ kinh doanh, sản lượng dự kiến gấp đôi so với hiện nay. Với việc tăng nhanh về diện tích, sản lượng sầu riêng, nếu không có giải pháp quản lý, định hướng phát triển phù hợp, thì nông dân trồng sầu riêng có thể gặp khó khăn, nhất là việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Trước thực tế đó, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo nông dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng tại các vùng có điều kiện canh tác không phù hợp, không tự phát chặt phá các loại cây trồng khác để chuyển sang trồng mới sầu riêng, không tự phát chuyển đổi vườn cây công nghiệp trồng sen sầu riêng có hiệu quả sang trồng thường cây sầu riêng. Theo cái hướng tự phát hoặc là theo cái thị trường hiện nay, thì cái dân thì đang hăm hở là trồng sầu riêng để là có nguồn xuất khẩu. Nhưng đối với chủ trương của huyện, là của xã, thì nên là khuyến cáo bà con là không nên phá diện tích mình đang hiện có, như là cây mắc ca, cây bơ, là cây cà phê, để phá hết để trồng sầu riêng. Cho nên là ở xã chúng tôi cũng tuyên truyền vận động bà con không nên phá ào ào, và nên cái chủ động về cái diện tích đó. Thứ nhất ấy, là diện tích đang là mình trồng sen thôi, không nên phá trắng để trồng là gọi là trồng sen canh, không nên là thâm canh phá hết rồi trồng hết. Mặt khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị chức năng quản lý diện tích được cấp mã số vùng trồng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Cùng với đó, người dân tuyệt đối không sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục. Cần theo dõi, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng dịch hại. Nông dân cần ghi chép nhật ký nông vụ để có kế hoạch chăm sóc và dự kiến thời gian thu hoạch. Kiểm tra thu hái sầu riêng, bảo đảm độ chín, tuyệt đối không thu hoạch quá non, tăng cường và ổn định các liên kết sản xuất tiêu thụ để có đầu ra ổn định. Chúng tôi đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp có những cái chỉ đạo hướng dẫn cụ thể tới các địa phương, và chúng tôi đã có những khuyến cáo rõ là đối với cái diện tích cây sầu riêng này thì khuyến cáo người dân là không nên nóng vội chặt bỏ thay thế các diện tích sầu riêng, các diện tích cây trồng khác để chuyển sầu riêng, đặc biệt là đối với những cái diện tích mà đang trồng sen sầu riêng, mà cây công nghiệp mà trồng sen sầu riêng rất hiệu quả hiện nay, thì cũng không nên là chặt phá thay đổi cái để thay chuyển sầu riêng một cách nóng vội như vậy. Hiện nay sầu riêng đã được xuất chính ngạch sang Trung Quốc, một trong những thị trường tiêu thụ nông sản lớn của Việt Nam. Tuy nhiên, nếu tiếp tục tăng trưởng nóng mà vấn đề đầu ra không được coi trọng song hành, thì nông dân có thể gặp rủi ro. Vì thế, bên cạnh việc nâng cao chất lượng nông sản, quy mô sản xuất phải phù hợp với định hướng của ngành chức năng nhằm thuận tiện cho việc liên kết, tạo đầu ra ổn định.